Chồng gục ngã khi vợ con không qua khỏi vì phòng trọ bị hóa vàng, gã trai phóng hỏa nhầm. Một gia đình êm ấm bỗng rơi vào bi kịch khi người vợ và con trai đều không qua khỏi. Người chồng dù bị tác động nặng cũng cố gắng hỗ trợ điều trị cho vợ con và phải chịu cảnh lần lượt tiễn biệt hai người thân của mình. Nỗi ngậm ngùi xót xa của gia đình này do một gã trai gây ra. Điều đáng nói là gã đã hóa vàng nhầm phòng trọ khiến hai người trong một gia đình không liên quan ra đi oan uổng. Chi tiết về vụ việc này, theo VNN, tối ngày 15 tháng 5, anh N, Năm A 48 tuổi cho biết cả vợ và con anh đã không qua khỏi sau thời gian điều trị tại các bệnh viện ở thành phố. Hồ Chí Minh, gia đình anh A là những người bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ phóng hỏa nhầm ở nhà trọ tại thành phố Biên Hòa Đồng Nai vào ngày 23 tháng 4. Ngay khi xảy ra vụ việc, ba người đã người dân đưa đến bệnh viện. Trong đó, em N, 5 H, 10 T, con trai anh A, được chuyển lên bệnh viện nhi đồng 2 thành phố. Hồ Chí Minh trong tình trạng bị ảnh hưởng 90%. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, hát đã không qua khỏi. Gia đình đã tổ chức hậu sự cho hát vào tuần trước. Trong khi đó, chị B, T, N 43 tuổi, vợ anh A, được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện trợ giấy. Chị N cũng đã không qua khỏi và được đưa về quê tổ chức hậu sự. Anh N, 5A là người duy nhất qua khỏi sau sự việc đáng tiếc. Tối ngày 15 tháng 5, anh đã về quê Thái Bình để lo hậu sự cho vợ. Tôi xin cảm ơn tất cả những sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người với gia đình trong giai đoạn khó khăn, anh A ngậm ngùi chia sẻ. Trước đó, ngày 23 tháng 4, gia đình anh N, năm A đang ngủ trong phòng trọ tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai thì bất ngờ bị hóa vàng. Ba người trong nhà không chạy kịp và bị ảnh hưởng nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Bạch Ngọc Minh 33 tuổi, trú tại phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi tiễn người ra đi. Gã này đã đổ chất lỏng hóa vàng phòng trọ khiến gia đình anh A gặp nạn. Minh bị bắt khi đang trốn tại tỉnh Bạc Liêu. Thông tin ban đầu, Minh xảy ra mâu thuẫn với bạn gái đang ở trọ tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Dạng sáng ngày 23 tháng 4, Minh mang chất lỏng đến phòng trọ của bạn gái để phóng hỏa. Khi đến dãy trọ, đối tượng này đã đổ chất lỏng và phóng hỏa nhầm phòng của vợ chồng anh A, khiến cả ba người trong gia đình bị ảnh hưởng nặng. Chỉ vì mâu thuẫn với bạn gái mà có ý định hóa vàng căn phòng của đối phương thì thật quá nhẫn tâm. Thế nhưng vì thực hiện ở nhầm phòng mà gây nên một vụ việc đau lòng, đẩy một gia đình đang êm ấm rơi vào bi kịch khi có đến hai người không qua khỏi. Cảm thấy quá xót xa cho người chồng, chịu bao ảnh hưởng nặng nề từ vụ việc rồi phải gánh chịu nỗi đau lớn khi phải tiễn biệt cả hai người thân của mình. Mong anh sẽ sớm nguôi ngoai nỗi đau, vượt qua giai đoạn khó khăn để tiến bước về phía trước vì hai người thân của mình.